Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có làm cái món cá đắng kho với lại cá hộp. Đó, cá mồi hộp á các bạn. Món này ăn có vị dẻo dẻo, đắng đắng, nhẫn nhẫn. Ăn rất là thú vị và tuyệt vời lắm các bạn. Thì ăn cùng với cái món này thì có tương ớt, cát lát. Rồi, cách làm như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi clip của mình nha. Đây, đây là những cái quả cà đắng á. Đó, cà đắng đó mình mua ở ở nhà ở dưới quê đem vô các bạn. Đó, mình đã rửa sạch xong, sau đó rồi mình lặt cái cuống nó đi á. Cái cà đắng này này thì trên cái cuống nó có gai. Đó, những cái quả này thì cái non. Còn đây là những cái quả già. Đó, nó có cái màu hơi vàng vàng vậy đó. Thì mình mua chung cả già cả non nhưng mà ăn rất là thú vị. Cái cảm giác nó là đắng đắng, nhẫn nhẫn, rất là tuyệt vời các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu với lại cá hộp. Đây, có hai lon cá hộp mình chuẩn bị trước. Một lon, hai lon đó, cá mồi hộp á. Rồi, cái nguyên liệu tiếp theo của mình chuẩn bị còn có là có cái hành hành tím này nè. Đó, hành tím với lại tỏi, ớt. Đó, hành tím với tỏi mình đã cắt lát xong để sẵn đó đó. Lát nữa mình sẽ nấu cho nó ngon. Rồi, thì cái món hôm nay mình làm chỉ đơn giản cả với lại cả hành tím nó cá hộp đơn giản như vậy. Rồi bây giờ xin mời các bạn theo dõi tiếp nha. Đây, cái cà đắng á, mình chuẩn bị đem ra đi cắt đôi nha. Thì trước khi cắt á, thì mình chuẩn bị cái tô nước. Mình cho khoảng cái tô canh á, một nửa cái tô nước này nè, nước lọc á các bạn. Sau đó mình cho một muỗng cà phê muối vô. Rồi mình hãy quậy cho nó thành một cái hỗn hợp nước muối pha loãng. Để lát nữa mình ngâm cà. Rồi đem mấy cà đắng này ra, mình sẽ cắt đôi nó ra. Đó, mình cắt đôi. Đó, cái cà nó hơi già cho nên cái hộp của nó mình thấy nó hơi cứng đó. Đó, thì cà đắng mình sẽ cắt đôi hết ra. Sau đó thì mình cho hết nó vô cái tô nước muối pha loãng này nè. Mình ngâm để cho nó được sạch sẽ và nó không bị thâm đen. Đó, cho hết nó vô. Rồi, cái khâu sơ chế của mình đã chuẩn bị xong rồi đó các bạn. Cà đắng, hành, tỏi, ớt, rồi tất cả các mọi thứ đã xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành đem đi nấu thôi. Mình cho dầu, ít dầu vô cái nồi này nè. Rồi, mình bỏ cái hành, tỏi, lúc nãy mình cắt lát, phi thơm nó lên. Đó, mình phi cho nó thơm, nó vàng lên đó nha các bạn. Vàng như vậy rồi mình cho cà vô. Đó, cà vô mình xào. Cà này thì mình ngâm chừng 15 phút rồi mình vớt ra. Đó, sau đó mình đem đi xào đây nè. Rồi, cái lúc này mình sẽ giảm dầu nó lại. Rồi, nêm nếm nè, một muỗng canh nước mắm nè. Tiếp đến mình cho một muỗng cà phê đường nè. Mà nửa muỗng cà phê bột ngọt. Đó, nửa muỗng cà phê tiêu. Tiếp đến một phần muỗng của cà phê muối á, để tạo cái độ mặn mặn cho nó ngon. Rồi mình hãy giảm lửa rồi đảo. Đó, mình đảo cho nó thấm, cho nó thơm, cho nó ngon. Đó, mình đảo cho cái gia vị nó tan, nó thấm hết cái miếng cà là được đó nha các bạn. Rồi cái lúc này á, sau khi mình đảo thấm gia vị như vậy nè. Đó, rồi cái mình chuẩn bị lấy cái cá này ra nè, cho hết vô. Đó, mình cho cái hộp cá nó vô, mình khui mình bỏ vô. Thì mình ăn bao nhiêu mình bỏ bao nhiêu. Thì hôm nay mình ăn hai hộp, bỏ hết nó vô luôn. Mình để hất nhẹ nhẹ nó ra chứ con cá này nó cũng mềm rồi đó các bạn. Đó, mình để nhẹ nhẹ nó ra rồi. Mình cho cái chừng một lon nước lúc nãy đó, nước cá đó. Mình cho vô nó sắp 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 cái mặt nha nè. Rồi cho ớt vô luôn. Đó, cái nước đó mình đổ sao cho nó sắp cái mặt cà với lại là được. Đó, mình nấu cho nó sệt lại cái nữa là xong. À đây, cái hỗn hợp mà mình nấu được chừng hơn 20 phút rồi đó các bạn. Đó, để mình gấp lên cho các bạn xem nè. Cái cà đắng này nè, đó, lúc này nó hơi mềm mềm rồi đó.
nó sực sực, nó mềm rồi đó. Còn con cá nó nằm ở phía dưới đó, mình hất nhẹ nhẹ lên chứ không con cá nó nát nó không có ngon. Thì mình để như thế này, để lửa riu riu như vậy á, mình sẽ tiếp tục nấu đó. Mình để lửa riu riu mình như thế này nè, mình nấu ở trong vòng khoảng chừng 20 phút nữa mình đem ra chuẩn bị dọn ăn thôi nha. Như vậy là mình đã làm xong món cà đắng kho với lại cá hộp rồi đó các bạn. Thì món ăn này rất là dân dã, đơn giản, dễ làm. Thì hôm nay mình sẽ ăn cái món này với cái chén tương ớt cắt lát và với cơm. Rồi, bây giờ xin mời các bạn dùng nha. Để mình lấy cái muỗng này lên nè, mình múc cái cà với cá này cho vô chén ăn thử coi nó sao nha. Đó các bạn xem, đó, mình kho nó vừa cái con cá nó mềm sẵn rồi, mình kho với cà miễn sao là cà nó mềm nữa là được. Nó bỏ vô chén nè, đây các bạn xem cái nước này nè, nó dịu dẻo, nó ngon, nó thấm gia vị, ăn rất là tuyệt vời. Rồi, để mình múc cơm ăn với cà với cá coi thử nó sao nha các bạn. Nó múc ăn như vậy nó mới ngon. Bây giờ xin mời các bạn nha. Mình ăn nha. Rồi, cái video clip của mình thì cũng đã kết thúc ở đây rồi đó các bạn. Nếu các bạn xem thấy hay, vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh, chia sẻ đến mọi người cùng xem cho vui nha các bạn. Đó, món này mình nấu với cà đắng này nè, cái vị cà đắng ăn nó hơi nhẫn nhẫn, rất là tuyệt vời. Mình ăn nữa. Cái cà đắng này ăn có cái cảm giác rất là dẻo, nó dẻo mà nó hơi nhẫn nhẫn, cộng với cái con cá nó béo, nó ngon tuyệt vời lắm á các bạn.